giống như cũng hơi sốc á, làm cho mình hơi buồn buồn. Là giống như lúc mà Leon về Việt Nam thì Leon cũng có theo anh Vũ đi diễn mấy nơi, là đi theo thôi, thì cứ nghĩ ước là một ngày nào đó mình được đi với bạn mình. Nhưng mà bây giờ tên tuổi mình rần rần, ví dụ có ở Việt Nam như vậy không Mà có không có được, người bạn dạ này. không phải không có được đi với bạn mình Đây trong là đó. Trung tâm Quảng bá Đài Loan, Đài Loan Chi In. This is Radio Taiwan International. Đây là tiếng nói Đài Loan, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Hello, xin chào chị Lê Phương. Trước tiên thì mình xin mời anh gửi lời chào tới thính giả Đài RTI ạ. Vâng, trước hết cho Leon xin gửi lời chào quý đài, đặc biệt là chị và toàn thể quý vị khán giả đang thưởng thức đài RTI. Rất vui, rất vui. Lần này anh Lương qua Đài Loan là để tham gia một cái chương trình ca nhạc ở Đài Trung ạ. Đúng, Leon qua đây đi có thể nói là quá cảnh rất là nhiều lần khi mà đi về Việt Nam, nhưng mà lần này thì rất là may mắn được vô trong Taiwan để thứ nhất là thăm danh lam thắng cảnh, rồi sau đó thì được gặp tất cả các người mà mình yêu thương, rồi mình thường hình như là quý mến mình trên mạng nhiều. Bây giờ được gặp Bây bằng giờ da mới bằng được thịt, gặp anh. dạ Thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến Đài lần đầu tiên luôn, dạ. Loan. Thì cái buổi biểu diễn vừa rồi như thế nào, anh có thể chia sẻ về cái cảm xúc của mình không? Có thể nói là vượt qua mức dự định mà Leon trong đầu Leon suy nghĩ cùng với nhóm của Leon, đặc biệt là em bé admin của Leon luôn, là Leon không nghĩ là Leon được kiều bào tại đài xứ đài yêu thương cũng như trân quý như vậy, thì cái này cũng là cái gì đó mà Leon rất là vui và rất là hạnh phúc. Cái mà người mình ưa nói nôm na cũng như phá là do ăn ở. Dạ đúng rồi. Vậy là mới hồi nãy anh nói là vượt quá cái sự trông đợi của mình, thì trước khi đến thì anh tưởng tượng sẽ như thế nào? Tại vì Leon có thể nói là tại vì khi Leon khởi nghiệp ca hát hay là đến bây giờ cũng vậy, ca hát thì toàn là một phần là do cái cá nhân, tiếng Anh gọi là independent. Leon không có đi theo cái công ty, cái trường nhóm hay là cái gọi là trung tâm ca nhạc nào lớn mạnh để đẩy tên tuổi. Thì cái may mắn của Leon thì Leon làm việc chung với BH Media, và sau đó thì nói chung là đa phần là Leon đi theo cái phần cái tên tuổi, cái dựng cái tên tuổi theo cá nhân. Thì khi Leon qua đến đây, Leon được nhiều người biết đến, hay là được kiều bào của xứ đài mà trân trọng và yêu thương Leon qua những cái mạng xã hội của chính tay mình gây dựng, thì cái đó là làm cho Leon rất là phấn khởi và ngạc nhiên đó. Cái đó cái ý của Leon là như vậy. Thì trong buổi biểu diễn á, Leon thấy những cái trang thiết bị ở bên này có tốt không? Có ảnh hưởng tới sự biểu diễn của mình không? Đa số thì Leon rất là nhạy bén trong cái sự mà tùy cơ ứng biến, nhưng mà khi mà trước khi đi qua đây thì Leon có nói chuyện với ban tổ chức cũng như những anh chị em trong cái ekip, thì Leon thích biểu diễn với nhạc sống, những có nhạc công nhạc cụ rồi này kia. Thì cái thứ nhất là Leon nghĩ mình cũng có thể hòa đồng với anh em trong ban nhạc để mình giao lưu nhiều hơn. Cái thứ hai là mình có thể, Leon nghĩ là khi mà mình hát theo cái USB hay là cái MD, cái dĩa đó, cái nhạc mà nó làm sẵn, thì nó limit mình, nó làm cho mình mất rất là nhiều cái sự mà giao lưu hoặc là hòa đồng với khán giả, mà đặc biệt là mình hát ở ngoài trời, ngoài cái park. Thì Leon mới yêu cầu ban tổ chức cũng như anh em trong ekip là cho Leon xin có dàn nhạc để khi mà Leon hát, lúc mà dạo nhạc thì thí dụ như trong cái dĩa thì mình dạo nhạc, khi họ dạo nhạc thì họ dạo nhạc chỉ 30 second, là nửa giây thí dụ. Còn khi mình hát với nhạc sống thì mình có thể kéo đến 5 phút, 7 phút để mình giao lưu. Thì cái đó cũng làm cho Leon thấy là cũng làm cho Leon thêm được một cái phần là mình gắn 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 bó hơn với kiều bào vậy đó. Là nó cũng vui lắm. Và có thể nói là đêm hôm qua, ngày hôm qua chứ, từ 10 giờ, 11 giờ hay 10 giờ ta,
cho đến tối, đến 5 giờ mấy, 6 giờ thì tuyệt vời luôn. Không có thấy mệt mà không có thấy buồn chán luôn. Cho đến khi về tới nhà mới thấy là chân tay rã rời. Về nhà mới thấy, mới thấy thấm thôi. À. Còn lúc đó thì mình cứ hăng say lắm. Hăng say hết mình luôn. Hết mình luôn. À. Không biết mệt là gì. Không biết mệt vì mà ngày hôm qua trời cũng đẹp. Dạ. Mà anh chỉ từ Mỹ về Đài Loan trước một ngày thôi. Đúng rồi. Về mà có thể làm quen rất là nhanh. Dạ. Leon đi đâu cũng vậy. Ít có bị chết lát lắm. Tại vì khi Lê tới, cái Leon, ví dụ Leon tới buổi sáng thì Loan cứ theo đoàn đi đâu cho mệt đừ đi. Tối cái họ ngủ cái mình ngủ luôn. Tại vì có nhiều người Leon nghĩ về cái mà Leon suy nghĩ theo cái bản thân của Leon là khi mình bay về những cái phía mà châu Á hả ta, thì cái thời cái time zone nó different, nó khác một chút xíu. Thí dụ mình vừa về tới là mình bỏ vali, bỏ đồ xuống của mình đi ngủ để cho mình quen cái giờ bên Mỹ hay bên cái xứ mình ở đi. Thì khi mọi tối đến mọi người đi ngủ thì lại mình thức. Nhưng mà cũng không được đi đâu chơi thì Leon, cái tánh của Leon là vậy, thì Leon đi chơi với mọi người, ráng đi, ráng đi gồng cho mình đừ cái tối mình ngủ, sáng mình tỉnh, giống như Leon qua hôm qua cũng vậy. Leon đi chơi, đi ăn với mọi người cho đến xong xuôi cái mọi người lên check in, mọi người ngủ rồi thôi đi ngủ luôn, sáng dậy có tỉnh luôn vậy. Sáng dậy đi mua cà phê, mua đồ cũng như mọi người bình thường vậy. Mà không có ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình không? Ít lắm, lắm. Mình thường giữ giọng như thế nào mà chỗ tính Leon mà hỏi Leon giữ giọng mà khó lắm. Leon nói chuyện nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà cái may mắn của Leon là Leon biết được là thí dụ như tuần lễ đó, ngày đó Leon hát đi thì mình không có dùng quá sức cái giọng của mình, giống như không la lối giỡn chơi, nhưng mà mình cũng keep nó minimum. Không có la hay là không có hát đồ này kia. Tại vì khi mà dứt tránh uống những cái thứ giống như những thứ nước, giống như nước ổi, nước cốc, nước mía hay là ăn đậu phụng, tại vì những cái đó họ có, nó có cái bã đó thì nó sẽ bám vô cái gần cổ mình. Và khi mình hát thì nó sẽ rát rồi nó banh rồi mình bị mất giọng hay là mình già do đó những cái đó thì anh rất là tránh. Mà trước khi Leon ăn thì ít lắm, nhưng mà có thể Leon có thể uống 4-5 ly nước trong một lúc cũng được. Nước trắng thôi. Nước trắng, nước gì cũng được, miễn sao đừng có chất gì mà nó kích thích cái cổ họng mình nhiều. Nhưng mà thì cái đó là cái cách giữ, chứ Leon nói chuyện nhiều lắm, Leon nói nhiều lắm, trừ khi nào lên sân khấu Leon mới không. Vậy là giọng hát hay cũng là đa phần là chủ yếu là trời cho ha. Dạ, cũng đa số là người ta nói thiên phú dạ. Thiên phú. Thì Leon tới đây là cảm thấy cái cộng đồng người Việt ở bên này như thế nào, có một cái ấn tượng như thế nào ạ? Ngày hôm qua Leon thấy là rất mọi chị, các chị nè, các em, các cháu rất là vui luôn. Mà cái mà Leon thấy ngạc nhiên là cái khí hậu quá rất là đẹp. Nó hòa đồng mà nó mát mẻ. Thế người Việt mình ưa so sánh với Đà Lạt hay là nó có thể lạnh hơn một chút xíu luôn, rất là thoải mái. Giống như Leon đi Thái Lan đi hay là đi Lào mà mùa này, even mùa này vẫn nóng bức luôn. Thí dụ như mình ra phân khấu, sân khấu mình hát ngoài trời chừng 2-3 bài là bắt đầu người ướt nhẹp rồi. Nhưng hôm qua là Leon không bị cái gì luôn mà tóc tai rồi nó vẫn phồng phém, vẫn bồng bềnh, lo lắm luôn, đem theo da keo, đem máy sấy theo luôn. Tại vì ở bên mấy cái nước bạn là Leon hát là một hồi là tóc mình nó xẹp xuống, even ở Việt Nam cũng vậy luôn. Nên nắng đó như nóng, mà hôm qua là Leon thấy là thời tiết ở đây đẹp thiệt, thời tiết rất là nice luôn. Và bà con kiều bào nói là gì, rất là friendly. Friendly lắm. Thân thiện. Thân thiện, dạ. Ôm ấp, đồ chụp hình, đồ cười giỡn, vui lắm. Mình không ngại hả? Leon không ngại cái đó đâu. Leon thấy là cái đó là cũng là cái, giống như là chị Phương nói là trời cho, mà trời ban mình được cái duyên, cái đẩy. Chứ mình mà khép nép rồi mình né tránh. Có một cái khoảng cách. Khoảng cách thì đến khi mà mình đến cái tuổi nào đó, lúc đó mình muốn có người lại gần cũng khó thôi. Có cơ hội thì mình cứ làm. Còn hơn không có ai. Bây giờ có cái bài hát có còn hơn không có còn hơn không. Thì Leon là có hoàn cảnh cũng giống như các chị em Việt Nam ở bên này, tức là mình di cư qua Mỹ. Thì Lê Phương nghĩ ban đầu cái thời gian sinh sống ở đó nhất định sẽ có một cái mức độ khó khăn nào đó. Thì không biết anh có thể chia sẻ về những cái thời gian ban đầu khi định cư ở Mỹ không ạ? Cái
Leon nói nếu mà kể về thời gian mà lúc mà Leon với gia đình qua bên Mỹ thì khó khăn nhiều lắm. Do đó Leon cũng gửi lời cho các em, các chị, các cô mà nếu mà đã quyết định đi tìm một cái gì đó nó mới lạ hay là cái gì đó cái tương lai cho con em mình thì phải hy sinh chút chút. Đừng có cứ nghĩ là ở bên kia sướng hơn, mình sống bên kia như bà hoàng, mình qua bên đây cực quá rồi buồn tủi. Thật ra là lúc mà mẹ Leon là độc thân, quá phụ đúng không? Là đi qua với tụi này bốn đứa con, thời đó là còn là từ 13, 14 cho đến nhỏ nhất là 1, 2 tuổi và rất là cực luôn. Và khi mà qua tới phi trường còn không có người, Tới đó. tới đón nữa. Cái người mà bảo lãnh tụi này á thì quên quên giờ giấc đón đi về Việt Nam rồi. Họ quên cái lúc mà họ lên họ ký tờ giấy để cho mẹ con Leon qua thì họ quên mất cái ngày ngày tới của mẹ con Leon thì họ đi về Việt Nam. Lúc đó là thời đó là 88, 89 là bắt đầu cho Việt Kiều về Việt Nam thăm gia đình quê hương rồi thì lúc đó họ mừng lắm. Thì mẹ con đứng ở ngoài phi trường cũng một thời gian lâu lắm, đến phi trường gần đóng cửa luôn. Thất vọng cũng nhiều, buồn cũng nhiều nhưng mà Leon nghĩ là đã quyết định đi rồi. Thời đó thì Leon chỉ muốn giống như tìm cái gì đó nó mới mới cho bản thân cũng như cho mấy đứa em. Đặc biệt là thấy mẹ Leon cũng cực khổ quá ở Việt Nam rồi thì nghĩ là cái đó cũng là một cái bước tiến mới. Do đó Leon ở đây sẵn đây cũng khuyên là nếu mà đã quyết định rồi thì đừng có buồn cũng như đừng có nghĩ về cái gì mà quá khứ, giống như nghĩ là ô hồi lúc ở Việt Nam thì tôi là ông hoàng bà chúa, tại qua đây cực quá, cực như con trâu rồi tuổi thân rồi quý, rồi là mình nghĩ túng á. Leon thấy cái đó cũng không có nhà, cái đó là cái mà Leon khuyên chân thành, tại vì khi Leon qua thời đó còn cực gấp trăm lần mọi người bây giờ luôn. Qua lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Lúc Leon qua thì được 14 tuổi, khi Leon qua tới Phi, tới bên Phi Bataan, đảo Bataan Leon đi học 2 năm nữa. Thì khi Leon qua tới Mỹ là Leon đã 16 tuổi, là lúc đó rất là trễ cho con nít mà đi học đại học hay là học để ra trường. Thì bên đó mới nói Leon nếu mà Leon muốn ra trường giống như những người bạn của Leon thì Leon phải học double, là phải học Từ tấp gấp tới hai tấp tới người tấp tới ta. tấp luôn, tại vì còn 2 năm nữa Leon phải ra trường. Thì lúc đó là Leon đi học ban đêm, đi học ban ngày, đi học ban trưa, học tất bật luôn để mình lấy điểm để ra trường. Cuối cùng cũng không kịp tại vì mưu sinh nữa, Leon còn phải đi làm rồi còn phải dẫn mấy đứa em, tại lúc đó mẹ Leon có một mình, Leon phải dẫn mấy đứa em đi học. Sáng sớm là Leon phải dẫn mấy đứa em đi học trước rồi mới qua bên trường của mình, rồi xong rồi học xong rồi Leon dẫn mấy đứa em đi về, về xong rồi cho ăn cơm rồi Leon mới đi làm. Nói chung là nhiều lắm, nhiều việc lắm. Rồi đến bây giờ tính ra là cũng đã bao nhiêu năm trải qua thì cái đó cũng cái gì cũng vậy. Mà lúc đó cũng có gặp rào cản về ngôn ngữ không? Có, tại vì lúc ở bên Phi học, lúc ở Việt Nam thì như chị Phương biết thì lúc đó Leon là khác với mọi người nhiều lắm thời đó nữa. Thì học thì không có tới đâu hết á. Học tiếng Anh, tiếng Việt cũng không được tới đâu đâu. Tiếng Anh thì không có rồi, tại vì đâu có được vô cái lớp Anh ngữ giống như mọi người mà hồi xưa mà họ học giỏi hay là có điều kiện để học thêm tiếng Anh rồi này kia. Thì Leon chỉ lang thang thôi. Thì qua bên Phi học được 2 năm thì lúc đó Leon cũng làm như có cái khiếu học được biết tiếng Anh đó, Leon làm lẹ lắm. Trong vòng mấy tháng Leon đi thông dịch cho những người Việt Nam qua sao mình, rồi đi làm thông thông dịch viên, rồi đến qua Mỹ thì Leon được cái may mắn là Leon được cái bà cô người Mỹ trắng rất là giỏi. Lúc nào cũng khỏi mỗi lần mà vô lớp là Leon cầm cái tập cái Leon đi ra ngoài phía sau lớp với ngồi trốn, tại vì mình không có biết được tiếng Anh nhiều thì mình ra sao mình trốn. Nhưng bà cô của Leon mỗi lần bà vô bà thấy là bà bắt Leon ngồi giống như đau mặt với chị Đối với mặt. Leon vậy đó để bà nói chuyện cho Leon hiểu. Rồi bài tập là cô giáo của Leon là cứ lấy được thẳng qua luôn là không nhúc nhích được nha. Và khó lắm, Muốn làm biếng cũng không được. muốn làm miếng cũng được, mà mỗi lần mà ngày nào mà Leon nghĩ là bữa nay không phải bả là chủ nhiệm là Leon đi ra phía sau một hồi là cũng thấy bà đứng cửa sổ cái bà chỉ bà bắt lên trên ngồi. Nhưng mà nhờ vậy thì Leon cũng học được lẹ lắm. Và sau đó thì Leon đi làm cho công ty hãng của Shiseido mỹ phẩm Shiseido đó của Nhật, và Leon học được rất là nhiều rồi học theo cái phong tục tập quán cái culture, học cho đến mười mấy năm rồi Leon mới bắt đầu
nghỉ đi qua bên Cali tiếp tục với cái nghề ca hát. Mình phải mất bao lâu mới có thể hòa nhập cuộc sống ở bên Mỹ ạ? Ô, Leon lẹ lắm. Leon làm giống như người ta nói là chắc cáo máu trọng á. Có nhiều người, cậu của Leon, cháu, con của cậu, có nhiều người, ông anh rể của Leon, đến nhiều khi đến 10 năm sau họ cũng không có thích nghi được. Nhưng mà Leon với em, Leon, ba đứa em Leon là đụng coi là vô liền luôn á. Hai đứa nhỏ cũng vậy. Hai đứa nhỏ là cũng, tại vì họ qua lúc đó 2-3 tuổi, với 4 tuổi thì cũng không nói. Nhưng mà còn bé em của Leon với Leon, lúc đó đáng lẽ có bà chị lớn của Leon là đi theo, nhưng mà nửa đường, trên đường đi làm giấy tờ thì chị bị thất lạc đó. Rồi đó là chị qua sau, thì khi mà chị qua sau thì chị cũng lớn quá rồi, do đó chị khó thích nghi hơn tụi nhỏ tuổi này. Thì nói mà nếu mà nói thích nghi bao nhiêu năm thì lúc mà Leon vừa đi học vừa đi làm, giống như Leon kể cho chị là lúc đầu Leon làm cho nhà hàng Việt Nam không à, chạy bàn, lau bàn, rửa chén rồi đó. Buồn lắm, tại vì có nhiều khi rửa chén mà rửa nó kêu là graveyard, là làm ban đêm, từ đi học về rồi mới bắt đầu đi làm. Thì từ khoảng 8 giờ cho đến 4-5 giờ sáng vậy đó. Rồi cái về cái là sửa soạn đi học luôn. Có nhiều khi ngủ xe bus cái nó chạy đi qua nhà mình cũng biết luôn nữa. Sức đâu mà chịu nổi. Dạ, mà lúc đó mới có 17 tuổi mà lúc đó làm dữ lắm. Cũng phải làm thôi chứ. Nghĩ cũng nghĩ là nhiều khi cũng nghĩ cũng buồn là sức không có làm nổi, tại mà lúc đó không có xe đưa đón đâu. Phải đi ra xe bus đón, xe bus đi thôi, cũng phải đi thôi. Mà lúc nào mới phát hiện là mình yêu cái nghề ca hát? Thật ra là lúc hồi nhỏ là Leon cũng đã mê ca hát lắm rồi. Ở trong trường thì lúc cắm trại, cắm này kia, lúc mà ở Việt Nam á, là lúc đó Leon cũng bắt đầu ca hát. Nhưng mà cái cơ hội nó không có nhiều. Cơ hội không có nhiều. Rồi cái cũng bỏ qua. Rồi qua bên Phi thì cũng đi theo mấy người ở villagers, là những người mà ở trên núi Phi, họ cũng cầm cái đàn họ đi, rồi cũng đi theo. Rồi có nhiều người cũng suggest là lúc đó Leon đi theo ca đoàn. Nhưng mà tại vì nhà là đạo Phật, do đó Leon cũng như tại vì cái tánh của Leon lại bị cứng đầu á, do đó không muốn đi theo ca đoàn. Thì nếu mà nghĩ chắc đi theo ca đoàn, Leon nhạc nhùng chắc Leon cũng giỏi lắm, mà tại vì đạo Phật, do đó mình cứ đầu cứ cứng đầu không muốn đi. Thì trong ca đoàn có một cái anh đó, ảnh giỏi về ca hát rồi đàn, rồi ảnh thấy Leon không có muốn vô ca đoàn thì ảnh cũng đi theo, ảnh dạy cho Leon. Rồi qua bên Hawaii mà giống như sinh sống nó khó khăn quá rồi cũng quên lãng luôn. Cho đến khi mà Leon làm cho hãng Shiseido là bắt đầu cuộc sống nó dễ dàng rồi, nó bắt đầu có phồn vinh, bắt đầu phồn vinh rồi. Thì mới nghĩ tới ca hát, thì bắt đầu lúc đó mình mới có cơ hội là có tiền, có cơ hội mua vé đi xem mấy cái show Việt Nam, rồi xin vô trong phía sau sân khấu để gặp ca sĩ, rồi xin những người bầu show là lúc đó chỉ làm không công thôi, lấy xe của mình đi chở ca sĩ, rồi đi chở âm thanh, chở lo đồ, làm để mình lấy connection cho những, để làm quen với công nghiệp, cái với nghề nghiệp. Rồi từ từ rồi mấy người ca sĩ mới thấy Leon là có khiếu, thì nói là em đi thử đi hát lại, đi hát đi. Lúc đó chưa biết Leon là cũng có biết hát nên thì nói đi hát đi. Rồi có nhiều người thì nói là nếu mà muốn làm ca sĩ thì Leon phải đi học tiếng Việt lại, tại vì ở Việt Nam là Leon cũng, chị Phương biết là mình nói chuyện là nó kêu là street talk, là nói chuyện tiếng ngoài đường nhiều hơn là sách vở với chữ nghĩa, thì mình hiểu theo cái kiểu nôm na của mình nhiều hơn là giống như chị làm trong radio thì cái gì nó cũng phải văn chương, sách vở nhiều. Còn ví dụ như Leon lớn lên ngoài xã hội thì Leon chỉ nói chuyện ngoài xã hội, mà nếu vô chị phan cho Leon vài câu văn thì Leon bị bí thì vậy. Thì có nhiều anh chị bậc đàn anh trong nghề thì kêu Leon là em đi học tiếng Việt và học hiểu thêm, trau dồi thêm tiếng Việt. Thì lúc đó Leon phải bỏ ra 3 năm hơn để học tiếng Việt và học thêm tiếng Việt để nói được như vậy. Mà lúc đó vui lắm, Leon nói chuyện là nửa nhét, nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. Rồi nhiều khi nói không được tiếng Việt, cứ nói tiếng Anh không. Rồi có nhiều người mà nghệ sĩ mà đàn chị tiền bói đó, như chị Hương Lan, cô rồi chị Lê Liên, rồi cô Phương Hồng Quế rồi này kia, có nói con ơi, muốn hát làm ca sĩ con phải thuần thạo tiếng Việt, phải nói tiếng Việt, chứ mày hát mày nói chuyện như Mỹ con đó, không chắc mày hiểu không, khó lắm. Thì lúc đó Leon cũng quyết tâm, rồi chị Lê Liên thì mỗi lần mà giống như qua Hawaii hát đi thì Leon tới đó mọi người đó,
mà lúc đó Leon toàn là nghe nhạc Mỹ không à, rồi cứ bỏ giống như radio đi, rồi cứ bỏ radio Mỹ rồi nghe mấy nhạc rap, mấy bà tắt liền, là kêu là Leon là muốn là phải nè CD Việt Nam nè, tape hồi đó nhớ hồi đó cái tape tape bỏ vô nghe 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 không có được nghe cứ vậy đó, Phải sống một cái môi trường toàn tiếng Việt hết. Toàn tiếng Việt, xong rồi qua Cali còn 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 nhiều hơn. Lúc đó là Leon bắt đầu từ bên Hawaii rồi. Khi mà Leon quyết định dọn qua Cali còn dữ hơn, dọn qua Cali là nhờ chị Hương Lan giúp Leon hiểu cái bài hát, ví dụ như cái bài hát này nói với cái gì, ví dụ vậy. Rồi chị bắt Leon là phải cầm cái đó đọc bằng tiếng Bắc, rồi hát bằng tiếng Bắc cho nó chuẩn, rồi chị mới dắt Leon vô phòng thu. Cực lắm. Và cũng nhiều nhờ có chị Hương Lan vâng. Rồi có một thời gian cái Leon nó thôi chắc Leon không hát đâu, cực quá. ha. Leon bỏ Leon đi về lại Hawaii. Rồi xong rồi gặp cô ca sĩ Mỹ Huyền, cô ca sĩ Mỹ Huyền nói nếu mà hát á thì cổ dạy cho mà phải cố gắng. Thì lúc đó Leon mới đánh ngược trở lại và bắt đầu rồi giới thiệu cho mấy cái vũ trường, mấy cái club, rồi bắt đầu mình mới đi hát. Mà chị ạ, hồi đó Leon tiếng Anh có thể là giỏi hơn tiếng Việt nữa mà tại sao lại chọn hát dòng nhạc trữ tình? Tại cái này cũng giống như Leon nói từ lúc đầu chị, là Leon rất là cứng đầu. Leon cứ nghĩ là nếu mà mình người Mỹ, nếu mà mình cũng vậy, người Mỹ cũng vậy, họ muốn nghe nhạc tiếng Anh hay họ muốn nghe nhạc Mỹ thì họ bật những người giống như Celine Dion, Lionel Richie, Bruno Mars, chứ họ đâu có muốn nghe mà Leon hay là Linda Trang Đài hát tiếng Anh. Thí dụ người Việt mình thì nghe ok, nhưng mà nhiều khi người Mỹ họ nghe nó mình cũng họ cũng cảm thấy là mình ca phát âm hay gì nó không có nhuần nhuyễn, không có đúng. Thì Leon nghĩ nếu mà mình người Việt tại sao mình không hát tiếng Việt, đơn giản vậy thôi, chứ không phải là Leon cũng phải có cái option gì. Nhiều khi học tiếng Anh, nhạc tiếng Anh tiếng này, nhưng mà Leon ca xong Leon cũng suy nghĩ là làm gì làm thì người ta cũng muốn nghe, ví dụ cái bài I Love You More Than I Can Say, giờ người Việt Nam mình 100 người Việt Nam mình ca thì người ta cũng bật cái original hay là những người Mỹ ca cái bài đó thôi, đúng không? Thí dụ như trong cái lúc chị hát show giống như ngày hôm qua đi, Leon có thể hát vui cho cái cộng đồng, hát vui cho chỗ đó, nhưng mà khi người ta nói ô cái bài đó bài gì, người ta cũng về người ta bấm the original, thì Leon cứ suy nghĩ trong đầu là tại mình người Việt thôi, học hát tiếng Việt cho chắc ăn. Thì Leon nhuần nhuyễn với tiếng Việt Mà sao không chọn những cái dòng nhạc nó vui tươi sôi động giống như tuổi trẻ vậy á, mà lại thích cái dòng nhạc quê hương ạ? đâu. Hồi xưa lúc mà giống như Leon nói là lúc mà Leon bắt đầu giới thiệu vô hát mấy cái vũ trường, mấy cái club thì Leon hát dòng nhạc trẻ, mà thời đó thì dòng nhạc club thì mình đâu hát được nhạc quê hương, nhưng mà làm như lúc hồi ở nhỏ ở Việt Nam mình đi chăn bò chăn trâu đồ này kia, cái mình bị nhạc 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 quê hương, nhạc tình ca nó thấm trong đầu. Rồi khi mà có cơ hội, Leon nhớ cái cơ hội đầu tiên mà Leon bắt đầu chuyển qua cái dòng nhạc này là Leon hát một cái liên khúc với nghệ sĩ Phượng Mai, và tự nhiên cái Leon thấy nó uyển chuyển với mình hơn, nó mình có thể diễn tả được nhiều hơn. Và khi cái này nó có thể cái nó kêu là cái sự bền 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 lâu, do đó cái Leon mới bắt đầu chọn thôi. Và bây giờ là cứ hát dòng nhạc bolero thôi. Bolero nó Leon đi, nếu mà đi hát show giống như hôm ở ngoài trời hay là hát những cái club thì Leon vẫn vẫn hát nhạc trẻ được, nhưng mà giống như hát xong những cái casino, những cái hội giống như những cái hội giống như ví dụ như đài radio của mình có một cái đêm Christmas party, mà ví dụ Leon thấy là những người mà xa quê hương, là những người mà đứng đứng tuổi thì bắt đầu mình Thì chuyển đối nhạc. tượng nhé. Nhưng mà nói chung là Leon cũng đa dạng, nhưng mà Leon lại chọn cái bolero nhiều hơn, nghiêng về bolero nhiều hơn. RTI. Không biết chị Lệ Phương có nhớ thời mà mình đang lớn lên là Leon là quê ở Tây Ninh, thì ngay chỗ cái border của Miên với Lào lúc đó là bị chiến tranh, mà thời đó là Leon còn còn bị một lần chiến tranh là Khmer Rouge nữa, do đó Leon nhớ rất là rõ về cái thời đó. Do đó nhiều khi cái đó nó vô trong đầu, giống như có cái bài mà chuyện đêm khuya của chú Lan Phương là có cái câu là ai ơi ai đã giết con tôi, ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm Thái Bình, chị nhớ ba câu đó. Thì tự nhiên lúc đó là thật ra lúc đó Leon với bà của Leon đang chạy chạy trốn, và có một cái người đó thì cũng chắc cũng sớm lúc đó Leon nhỏ quá, thì bà mới kêu bà ngoại Leon đó thì giữ một cái người cũng bằng tuổi Leon
để bà chạy vô trong đó, bà lấy cái đứa cháu đang ngủ. Thì bà đang chạy vô thì cái nhà tranh nó nổ cái thì lúc đó là liền, do đó cái những cái bài hát đó Leon cứ nhớ hoài trong đầu, có nhiều khi Leon cũng có học luôn. Có cái những cái hoàn cảnh như vậy á, rồi bỏ vào trong bài hát nữa cho nên nó chạm tới lòng người. Nó đau lắm. Vậy bình thường Leon mà đi biểu diễn ở Mỹ hoặc là đi những nơi như Đài Loan này mà hát những bài đó thì có thể lấy nước mắt của rất nhiều người đó. Đúng rồi. Nhiều khi Leon hát cái bài đó Leon cũng thấy mình ứa nữa đó. Giống như mình cứ trong đầu Leon cứ suy nghĩ đến một cái người đó, cái bà, tại vì Leon rất là thân với bà của Leon. Thì Leon thấy người đó, Leon còn thấy được cái hình ảnh của bà mình nữa. Ghê lắm. Lúc nhớ lúc đó là phải chạy từ Tây Ninh mà nhiều khi chạy bộ xuống gần tới Hóc Môn, gần tới Chẳng Bàn mà lúc đó mới có mấy tuổi thôi. Cho nên bây giờ trong lòng vẫn còn nhớ về quê hương. Sợ lắm. Dạ, nhớ chứ, nhớ nhiều. Leon đi theo con đường này, sự nghiệp ca hát bao nhiêu năm? Leon nghĩ là 2003 là Leon bắt đầu đi, cho đến bây giờ là 21. 21 năm. 21 năm. Thì gian trưng. Có nhiều gian trưng không? Dạ, có chỉ mấy năm đầu thôi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chẳng hạn như tại vì khi mà Leon đi hát, giống như Leon trò chuyện với chị lúc đầu là tiếng Việt của Leon nó rất là limited, là nó rất là có hạn chế. Thì có nhiều ca sĩ sau này, trẻ sau này mà ở ngoài, ở Việt Nam qua thì dĩ nhiên là người Bắc nữa thì dĩ nhiên là giỏi hơn mình thì cũng hơi bị là mình bị coi thường, rồi bị nói là ôi cái thằng Tây con nó mà hát cái gì, rồi ôi giờ hát tiếng Việt là chả ai nghe được, thí dụ vậy. Thì cũng nhiều lắm, rồi cũng có nhiều sự chùn bước là thí dụ như bầu show nói là muốn kêu Leon thì mấy người, thí dụ như có nhiều người nói ôi giời kêu thằng đó làm cái gì, nó hát có được đâu, là kêu thí dụ như vậy thì làm cho mình cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhưng mà cái đó cũng không để, không là cái gì cho Leon chùn bước đâu, cái đó là làm cho Leon còn cũng là một cái động lực, cái cố gắng thêm và đến cho em, cho những người đó nhìn thấy mình xong càng ngày càng khác. Và bây giờ Leon cũng có được những người, nhiều người thương mến và có fan có được kia. Thì có một lần cũng tình cờ thì người, chính người đó là phỏng vấn Leon lại còn lại có một cái nhìn khác. Thì Leon cũng thấy chuyện bình thường nhưng mà áp lực nhiều lắm nha. Thì trong mấy năm gần đây thì Leon bắt đầu có về Việt Nam và biểu diễn, thì cái cơ duyên nào đưa Leon về Việt Nam ạ? Lúc đầu thì Leon rất là muốn, thật ra là nghệ sĩ Leon rất muốn về Việt Nam, nhưng mà tại vì cái giống như Leon thưa với chị lúc đầu thì tại Leon gây dựng tên tuổi bằng cái bản thân của mình thì nó không có lan rộng nhiều, nó không phải giống như từ trung tâm tiếng Nga, trung tâm Asia hay là trung tâm tình thí dụ vậy. Thì khi mà Leon gặp may mắn là một cái người bạn của Leon là nghệ sĩ Hà Anh Vũ có qua Mỹ chơi vài lần và có ngỏ ý đem nhạc của Leon, giống như thời đó là CD của Leon, về giới thiệu cho những trung tâm thương mại, đặc biệt là những hồi đó là họ cài vô kêu là nhạc chờ. Thì lúc đó là Leon cũng nhờ bạn của Leon rất là nhiều là nghệ sĩ Hà Anh Vũ, và không ngờ sau đó 1-2 năm thì anh bị đột ngột qua đời tại Mỹ. Thì lúc đó Leon buồn lắm, mà không phải là lúc đầu thì Leon không nghĩ là Leon buồn về cái sự cái vụ. Leon buồn là lúc mà anh chưa mất kìa, thì Leon buồn là Leon gửi nhạc của mình về để cho anh giúp Leon để cho cái tên tuổi của mình nó lan rộng. Thì lúc đó anh Vũ, bạn của Leon thì quá bận, mà khi đùng một cái anh mất đột ngột ở Mỹ, thì lúc đó Leon mới bắt đầu bùng và phát lên cái tên tuổi của mình ở Việt Nam. Thì cái buồn của Leon là mình muốn, khi mà mình có cái cơ hội như vậy, mình muốn cùng với bạn mình, nhưng mà lại không được. Mà khi mà bạn mình mất thì bạn mình mới, cái này là theo tâm linh, là Leon nghĩ là giống như khi mà anh Vũ mất thì anh Vũ mới giữ, mới giúp Leon, mới làm cho Leon giống như giữ cái lời hứa là tôi hứa với bạn tôi làm không được, nhưng mà bây giờ tôi làm được rồi. Thì bạn cũng yên tâm. Cái đó thì giống như cũng hơi sốc á, làm cho mình hơi buồn buồn lắm. Giống như lúc mà Leon về Việt Nam thì Leon cũng có theo anh Vũ đi diễn mấy nơi, là đi theo thôi, thì cứ nghĩ ước là một ngày nào đó mình được đi với bạn mình.
Nhưng mà bây giờ tên tuổi mình gần gần, ví dụ có ở Việt Nam như vậy không mà có không được, còn người dạ bạn không phải, không có được đi với bạn mình. Nhưng mà mọi người nhắc tới này. Leon thì lại nhắc tới anh Vũ, ví dụ vậy, thì cũng như nói là biết Leon qua hài anh Vũ, hay là biết Leon vì Leon đưa bạn xác của bạn về, thì là cũng Buồn ghê hả? cũng buồn chứ. Leon sống rất là tình cảm ha. Xảy ra Do đó gây khổ. có chuyện xảy ra mấy năm rồi nhưng mà nhắc lại vẫn đang còn Do tại vì Leon nhắc lại buồn là không phải là không nói mình không có gì là không đúng, là tại vì mình cứ nghĩ là một ngày khi mà mình về được Việt Nam thì có bạn có bè rồi. Mình anh tại vì khi anh Vũ qua bên Mỹ thì Leon giúp rất là nhiều, như chở đi hát, đi hò hay đi hát chung, thì mình nghĩ mình về Việt Nam thì cũng như vậy. Mà khi đến khi mình về đến bây giờ mình về Việt Nam mình hát hò thì không còn thì nữa. còn chỉ mình thôi, thí dụ vậy. Thì những người mà thí dụ như nói là sẽ lo cho mình sẽ này kia vì anh Vũ thì lại không có, thí dụ vậy. Thì một lần nữa là cũng do bản bản năng của mình, do cái tên của mình, do cái sự giúp đỡ của một cái người bạn quá cố thôi, chứ cũng chưa có. Rồi cũng nhờ cái đó, cũng phải nói là nhờ cái đó thì Leon được quen biết rất là nhiều người thương yêu mình, là bỏ hết công sức, có nhiều khi tiền của để đẩy Leon đến một cái level giống như cái gì đó mà Leon Cái cấp và ước muốn, ví dụ vậy. Thì cũng cảm ơn các em rất là nhiều, các cô, các chú, giống như những người thương yêu vậy. Thì hiện tại là Leon có dự định là sẽ bay lại qua lại từ Mỹ với Việt Nam hoạt động lâu dài ở Việt Nam hay sao? Cái đó thì cũng tùy thôi, tại vì Leon biết là Leon sống ở Mỹ từ bao nhiêu chục năm nay rồi, mà Leon biết là cái nghề cũng như cái gì, cái cuộc sống của Leon thì đa số là Việt Nam, I mean ở Mỹ. Còn Việt Nam thì giống như Leon cũng muốn lắm, nhưng mà lâu lâu cũng được, không cần phải là liên tục, thì lâu lâu chị Leon chỉ muốn giữ lửa cho fans cũng như cho những người yêu thương mình, giống như cái gì đẹp tốt tốt đẹp nhất, ví dụ vậy. Chứ Leon cũng không có nghĩ là mình phải giống như chị nói là liên tục nhưng mà Leon ước là mình được đi rất là nhiều nơi, giống như năm nay đầu năm đi Leon được qua Đài Loan, mà chả những vậy mà còn được hát, được fan quen biết thêm fan, rồi những người fan mà mỗi lần Leon lên livestream lên Facebook họ chỉ biết mình qua đó, hôm nay mình gặp họ, hôm qua họ gặp mình bằng da bằng thịt, chắc đâu biết được tương lai còn nhiều người nữa. Vui lắm, thích. Thì hiện tại Leon có hài lòng hài lòng về cái sự nghiệp ca hát của mình không? Có chứ, nếu mình so như Leon nói, như theo như cái những gì Leon làm được mà được có được ngày hôm nay là Leon hài lòng chứ. Tại vì Leon đâu phải là những người mà tốt nghiệp đại học sư sư gì đó, Học quốc gia âm nhạc. Leon đâu phải là những người đã ra trường từ đại học âm nhạc hay là trường nhạc xướng đồ này kia. Do đó Leon rất là vui là mình, nếu mà nói thì Leon nghĩ là Leon giống như những người nhạc sĩ, những người ca sĩ hồi xưa, hồi xưa là đi theo nhạc sĩ để học rồi trở thành ca sĩ, chứ không phải là cũng có trường lớp, mà trường lớp Từ một những người one thầy của on mình. one với nhạc sĩ, ca sĩ rồi để thành một ca sĩ, chứ không phải là đi theo nhạc viện, đi theo lớp nhạc này, lên đại học rồi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc rồi này kia để thành một ca sĩ. Thì khi mà Leon có được ngày hôm nay, Leon rất là vui, bởi vì Leon cũng đã gặt hái được rất là nhiều cái gì đó Leon ước muốn, cũng như cái giống như một cái cây táo đó là Leon tự trồng, và bây giờ có một trái Leon cũng vui, bốn trái Leon cũng vui, mà bây giờ hái được một rổ Leon cũng vui, là cái đó là cái mà Leon tự tự cho là cái khả năng, cái bản năng của mình là như vậy. Thì hiện tại mình có dự án gì không ạ? Ngày 10 Tây thì Leon sẽ về lại Việt Nam, và ngày 14, 12 Tây thì Leon sẽ cùng với nhóm Đài Loan của mình ở đây là Ca Bình và A Thành. Ca Thành và A Bình sẽ cùng với Leon làm một cái chương trình từ thiện tại hai cái chùa của Việt Nam mình, tại Tây Ninh là Gò Kén và Cẩm Phong. Và sau đó ngày 14 thì Leon có một cái chương trình Orphan tại Đà Lạt Phố để
Hôm rồi đáng lẽ Leon về, Leon làm một cái show ở Đồng Dao, live show của Leon, thì đáng lẽ Leon có một cái buổi cà phê trò chuyện, nhưng mà bởi vì gia đình Leon có sự cố, do đó Leon xin lỗi là khất khứa, xong bây giờ về mình có chút xíu thời gian thì Leon làm một cái off fan để trò chuyện cà phê đó, trò chuyện với fan. Wow. Có lẽ là các bạn rất mong chờ. Thấy cũng vui vui vậy. Ok, thì trước khi mình gửi lời chào tạm biệt, có thể hát thêm bài hát nào nữa không ạ? Ok, Leon sẽ gửi đến một cái bài mà Leon mới vừa phát hành trên cái YouTube của Leon là Hoa Trinh Nữ nha. Một cái bài này là nói về một cái loài hoa khô cằn sỏi đá, nhưng mà rất là hay cả nhà, hiểu không? Khi mà mình hái cái đụng vào cái lá thì nó xếp lại rất là dễ thương. Thì xin gửi đến khán giả của đài một lần nữa cảm ơn rất là nhiều chị Lê Phương đã cho Leon có cơ hội ngồi đây để trò chuyện và chia sẻ. Có thể nói là một cái gì đó rất là hạnh phúc cho Leon tại xứ đài. Thank you. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẽ loi bên đường gọi Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, như Hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ suốt binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân. Vua sao xuyến tâm hồn, vừa nàng về chốn hoàng cung. Chuyện cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao 9 tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Cảm ơn Leon rất là nhiều đã có những cái tâm sự rất là chân thành dành cho thính giả của đài RTI. Thank you chị, thank you thính giả của đài. Và hôm nay Leon rất là vui, mong là mình sẽ có cơ hội trò chuyện tiếp trong lần 2 tại xứ đài. RTI.